hôm nay tiếp tục đi câu bằng ghe nha mọi người. Thì em xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh khám phá săn bắt của em. Thì tiếp tục đi lại cái chỗ mà con cá bóp hôm trước nó ăn sảy á, đi câu nha mọi người. Với lại đi cái ghe này để em câu bầy cá hiếu mọi người, đó những cái đàn chim trước mặt á. Đó, để đi săn cá hiếu cho nó dễ nha, chứ mấy bữa mà chèo á thì chèo ra khu vực này thì chèo không có kịp mọi người, mệt lắm. Đó, đang chuẩn bị tới bầy cá hiếu rồi nè, thì mong mọi người theo dõi cái buổi đi câu bằng ghe của em ngày hôm nay nha. Cá mọi người, rồi sảy rồi, cái gì không biết nữa. Cá mày quịch á, gì tự nhiên giật mấy cái sảy à, cá mày quịch hay cá hiếu em không biết nữa. Đang dừng lại nó ăn luôn, như cá hiếu hay sao á. Gì sảy kìa. Cá mọi người. Dính con này nè. Giống cá khế quá. Khế. Ôi là. Dính cái mỏ có tí à. Oa, cá khế bự mọi người. Khế bự lắm. Con mồi nhỏ nha. Thế bự con này. Rồi. Em dính rồi. Hình như nó rồi anh ơi. Chưa để lên nữa đã. Không mẹ quịch. Ui mẹ quịch cũng to nè. Ui ơi nó đó anh ơi. Anh khấu cho em mới được. Không cần khấu đâu, nắm hết đời được. Ui dồi. Con này quịch mọi người. Cũng to nha. Thì từ lúc nãy giờ ra mọi người thì em đã dính được hai con rồi nè. Nhưng mà em đã sảy ba con rồi đó mọi người. Dính hai con nhưng mà em đã sảy ba con rồi đó. Uổng ghê mọi người. Nãy em câu cái lưỡi nhỏ mọi người quát không à.
Giờ em câu cái lưỡi này cho nó đỡ quá không rồi. Lưỡi lớn hơn xíu nha. Lưỡi này chắc lưỡi số 3. Nãy một câu lưỡi số 3 này là đỡ sảy. Nãy giờ dích chậm nữa lụm luôn rồi. Dích nhanh là nó không ăn. Chụp em cứng ngắc luôn. Cá mới ăn mọi người. Cá mới ăn của em nữa nha. Mới chụp cứng ngắc luôn rồi. Sảy nha. Dính nữa mọi người. Chắc bay quật rồi. Cá khế. Cá khế nhỏ nữa mọi người. Làm được con nữa nha. Lên hơi tí lên. Ấy nó ăn trong kia nữa. Dạ. Đúng rồi. Cho thẳng lên đi rồi cho em dục ngang cũng được.
hồi xảy rồi thấy không. Con này dễ xảy lắm, nó khôn lắm. Đúng bầy nó là nó đốt ngay. Đúng cái bầy nó là nó ăn ngay. Cá to lắm, con kiếm mới dễ xảy lắm. Em nương rồi đó mà cũng sức cái môi, nghe cá sực cái luôn à. Đây đây, để em ném vô tới. Còn lửa ba tiêu còn xảy. Em ấy được rồi, được rồi. Thằng em liên tục luôn. Cái này phải khấu quá chứ không có ấy được đâu. Có khấu không? Có khấu ở dưới á. Đốp hụt xong đốp lại liền luôn mà. Cá to 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 không à. Con này mà gấp là xảy liền. Từ thôi. Từ cho nó mệt xong là lấy vô bắt cái chứ. Ghê quá, chạy khôn ghê. Tàn giật giật vậy không nè, khôn không, giật giật dễ bể, dễ xảy lắm. Móc mà hơi meo là mấy con này xảy hết. Ngập nước chảy ngược nữa chứ. Phải lại rồi đó. Mấy chú to mọi người ơi. Đó nha. Đâu, khỏi cần đàn chim luôn. Tại vì nó mà chịu ăn là mình khỏi cần đàn chim luôn. Rồi mò đi nó vô hầm. Đấy, nó đạn đó. Nó cứ bơi vòng vòng đây, mình ấy là dính à. Mình câu lên quanh đây là dính nó à. Mình chạy. Em sợ nhất là cái lúc nó khịch đó, dễ xảy lắm. Này lên rồi. Thiếu to nữa rồi. Con này to anh ơi. Ô. Con này to lắm, nắm dây dở lên luôn. Nhanh bỏ dây lại nhanh. Ui con này to. Con này chắc gần 2 kg. Cả to nữa người. 2 lưỡi chạy đi đâu. Cả to
cò nữa nha. Mồm con này em biết tại sao mà nó hay đưa xoài. Nó ở đây nè. Nãy giờ nó ăn em ở đây nè. Ôi. Quá. Cái gì quái lạ rồi nó xảy trời. Kỳ ta vậy mà xảy được ta, xảy nhiều dữ vậy. Ôi. Dễ xảy lắm. Để dính nữa nè, xảy nữa. Nó ngay đó đó anh ơi, bầy nó lanh quanh ở đó đó. Nó vừa ăn em xảy nữa đó. Ui mày đốm to mọi người. Đốm to nha. Rồi anh chèo ơi. Đây nè, coi nè. Nghỉ ngơi uống nước đi. Rồi để tiếp tục. Ui, con cá mè vàng hả? Ui dạ. Ui, con cá mè vàng bự nè mọi người. Cá mè quịch cũng bự nữa nè. Ui, hai con cá mè quịch bự luôn. Dính con nữa mọi người. Thấy muộn giờ này mới dính thêm được con nữa. Cá mèo quịch quá. Ui mèo quịch. Bè trốn. Dính là con bè trốn nè. Về chỗ mọi người chứ không phải mày quỳnh. Để em gỡ nó cái nha. Dính nữa anh Lận ơi. Chắc bài chuộng nữa mọi người. Dính gần gần đây anh Lận ơi, hơi có cá bóp á. Chỗ có cái bài chuộng hay có cá bóp lắm. Ui bè quýt, bè quýt. Bè quýt, ú bè chuộng. Bè chuộng bự anh Lận ơi. Con này bự nè. Đang nói đây nè, nhanh nhanh anh Lận ơi. Chín cá mọi người. Cá bè chuộng nữa nha. Cái bè chuộng, cái bè chuộng. Cái đạn cá bè chuộng ngay đây rồi. Tranh thủ mọi người, cái bè chuộng ngay đây. Ở đây cũng là cái chỗ mà em xảy cá bóp luôn nha mọi người. Bữa xảy con cá bóp bự ở đây luôn á. Thì những cái chỗ mà có đàn bè chuộng á mọi người, thì nó sẽ có giống như là một cục đá to á, thì con cá bè, những con cá bè chuộng nó sẽ bơi xung quanh á, bơi hình xoáy nước á mọi người. Thì con, những con cá bóp nó sẽ bơi bên ngoài đó. Thì cá bè chuộng này thì nó cũng giống như cá hiếu vậy đó. Nó sẽ ăn những con mồi nhỏ nha đó. Những con mồi nhỏ như vậy nè, 30g rồi đó. Nói chung là mồi nhỏ nha. Mồi nhỏ mà màu hơi đẹp đẹp tí là dễ dính nó lắm. Dính dính mọi người. Nó ăn ngay cục đá này nè anh ơi. Dính nữa nha. Cá bè chuộng nha. Nó chụp vuột dây luôn rồi. Chụp em nha, vuột dây ra luôn. Em vừa tắt máy quay là nó quất luôn. Bè chuộng nữa nha mọi người. Chuộng nha. Ui. Em làm 4 con bè chuộng rồi. Chờ làm mấy con cá này nấu mì ăn nha mọi người. Chờ đang đi về làm cá nấu mì ăn cái nha.
giờ mấy anh em đi về mọi người. Nhưng mà cá thì bây giờ cá nó rộng dưới đây nó sống á, thì em cũng không có lấy ra tổng kết để cho mọi người xem á. Thì có gì tí về nhà em sẽ quay tổng kết sau nha mọi người. Đó, đây là khung cảnh em đi câu nè. Thì giờ trời nó cũng sắp tối rồi, mấy anh em mới làm hai con cá để nấu ăn. Thì ngày hôm nay đi câu ghe thì cũng là trúng mánh đó mọi người. Em thì dính được hơn chục con nha. Thì bốn con mè trộn, ba con cá hiếu với lại chục con, với lại ba con hai con cá kế, một con mèo quỳnh, thì cũng là ngon rồi. Và anh thợ lặn thì dính